Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Việt Nam của chúng ta đã đi đến thống nhất đất nước vào mùa xuân sau năm 1975. Để có được thành công vang dội này, ngoài sự hy sinh của các chiến sĩ ở trên khắp chiến trường, thì chúng ta không thể không kể đến sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có nhiều bạn bè quốc tế đã bình chọn cho Việt Nam của chúng ta là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Điều này chúng ta có thể lý giải từ nhiều góc độ khác nhau, như người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh, mến khách và nhiều lý do khác nữa. Tuy nhiên có một lý do mà chúng ta phải nhắc đến, đó là Việt Nam chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo. Tại sao tôi lại nói như thế? Hãy nhìn sang một quốc gia anh em Đông Nam Á của chúng ta, cách Việt Nam chỉ tầm 2.000 cây số thôi. Myanmar thì các bạn sẽ hiểu, một quốc gia nổi tiếng với các cuộc nội chiến đẫm máu và sự đấu tranh không ngừng của các đảng phái đối lập vì mục đích chính trị. Tất cả đều do chính sách đa đảng mà ra. Hệ thống đa đảng là gì? Nói một chút về hệ thống đa đảng cho các bạn nào chưa biết. Trong khoa học chính trị, đa đảng là hệ thống chính trị mà có nhiều hơn hai đảng phái chính trị có ý nghĩa riêng biệt, thường xuyên ra tranh cử và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Hệ thống đa đảng có xu hướng phổ biến hơn ở các quốc gia sử dụng hình thức đại diện theo tỷ lệ so với các quốc gia sử dụng hình thức bầu cử người chiến thắng giành tất cả. Một kết quả được gọi là luật Duverger. Ở những quốc gia này, thông thường không có đảng nào tự mình chiếm đa số trong quốc hội. Theo vào đó, nhiều đảng phái chính trị phải đàm phán để thành lập liên minh với đa số phiếu bầu nhằm tạo ra những thay đổi đáng kể. Không giống như hệ thống một đảng hoặc hệ thống đảng chiếm ưu thế, hệ thống đa đảng khuyến khích cử tri thành lập nhiều nhóm riêng biệt được công nhận chính thức, thường được gọi là các đảng phái chính trị. Mỗi đảng cạnh tranh để giành phiếu bầu từ các cử tri được trao quyền. Hệ thống đa đảng ngăn cản sự lãnh đạo của một đảng duy nhất, kiểm soát một viện lập pháp duy nhất mà không bị thách thức. Một hệ thống mà chỉ có hai đảng có khả năng thực tế giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được gọi là hệ thống hai đảng. Một hệ thống mà chỉ có ba đảng có khả năng thực tế giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử hoặc thành lập liên minh đôi khi được gọi là hệ thống đảng thứ ba. Hệ thống hai đảng đòi hỏi cử tri phải liên kết với nhau thành các khối lớn, đôi khi quá lớn đến mức họ không thể đồng ý về bất kỳ một nguyên tắc bao quát nào. Một số lý thuyết cho rằng điều này cho phép những người theo chủ nghĩa trung dung giành được quyền kiểm soát, mặc dù điều này vẫn còn gây tranh cãi. Mặt khác, nếu có nhiều đảng lớn, mỗi đảng có ít hơn đa số phiếu bầu, các đảng có động lực mạnh mẽ để hợp tác với nhau để thành lập chính phủ hoạt động. Điều này cũng thúc đẩy chủ nghĩa trung dung, cũng như thúc đẩy các kỹ năng xây dựng liên minh trong khi ngăn chặn sự phân cực. Mới nhìn vào thì có vẻ hệ thống đa đảng sẽ góp phần thúc đẩy cho một đất nước phát triển. Tuy nhiên sự thật thì không phải bất kỳ một quốc gia nào cũng áp dụng thành công hệ thống chính trị phức tạp này, và điển hình cho sự thất bại này chính là Myanmar. Nhắc tới hệ thống đa đảng thì đất nước Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình. Quốc gia xứ cờ hoa có hai đảng chính và một số đảng khác, nhưng con số này không vượt quá 10 đảng. Trong khi đó, kỳ phùng địch thủ trong nhiều thập kỷ qua của Mỹ là Nga hiện tại cũng chỉ có 6 đảng chính. Vậy ở Myanmar có bao nhiêu đảng chính trị đang hoạt động? Con số này sẽ làm chúng ta phải giật mình đấy. Theo thống kê, vào cuộc tổng tuyển cử năm 2015, đã có 92 đảng đăng ký tranh cử tại quốc gia này. Bạn không nghe nhầm đâu, 92 đảng, con số không tưởng. Chính vì sự cạnh tranh gay gắt của các đảng với nhau mà đã dẫn đến nhiều cuộc nội chiến tại Myanmar. Nội chiến Myanmar còn được gọi là cách mạng mùa xuân Miến Điện hay chiến tranh phòng thủ nhân dân, là một cuộc nội chiến đang diễn ra sau các cuộc nổi dậy kéo dài của Myanmar để đáp trả cuộc đảo chính quân sự năm 2021 do Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing lãnh đạo. Sau khi đảo chính thì Min Aung Hlaing cũng thành lập chính phủ lâm thời để quản lý đất nước, viết tắt là SAC. Tính đến tháng 3 năm 2023, Liên Hợp Quốc ước tính rằng kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021, 17,6 triệu người ở Myanmar cần được hỗ trợ nhân đạo, trong khi 1,6 triệu người phải di rời trong nước và hơn 55.000 tòa nhà dân sự đã bị phá hủy. Ngoài ra đã có hơn 40.000 dân Myanmar chạy trốn sang các nước láng giềng, chẳng hạn như Bangladesh, Ấn Độ và Thái Lan. Tính đến tháng 10 năm 2023, quân đội Myanmar Tatmadaw đã kiểm soát dưới 40% đất nước. Mặc dù họ vẫn khẳng định rằng họ kiểm soát khoảng 2/3 trong số 330 thị trấn của đất nước. Trong nửa cuối năm 2023, lực lượng phòng vệ Chin Lan ở bang Chin đã chiếm được phần lớn bang này, với một số ít lực lượng kháng cự ở các khu vực thành thị và dọc biên giới Ấn Độ-Myanmar vẫn còn. Vào tháng 10 năm 2023, Tatmadaw bắt đầu phải đối mặt với các vấn đề về nhân lực, với tình trạng đào ngũ và tinh thần sa sút cực kỳ nghiêm trọng của quân đội.
Cùng lúc này, một cuộc tấn công lớn của lực lượng phòng vệ nhân dân và liên minh ba anh em ở phía tây đất nước đã thành công trong việc chiếm được 80 căn cứ khác nhau. Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023, chứng kiến một loạt các cuộc tấn công chống SAC diễn ra cùng lúc, bao gồm chiến dịch 1111 bao vây thủ phủ Loico của tiểu bang và xung đột mới của các lực lượng chống SAC ở phía bắc các bang Rakhine và Chin. Trong chiến dịch 1027, các lực lượng chống SAC đã chiếm Lokai, thủ phủ của khu tự quản Ko Kang. Vào đầu tháng 1 năm 2024, chiến dịch 1027 tiếp tục diễn ra sau lệnh ngừng bắn ở phía bắc bang San với Mrakuk, cùng những nơi khác rơi vào tay quân đội Arakan vào tháng 2 năm 2024. Tính đến tháng 2 năm 2024, hàng nghìn binh lính của SAC đã đầu hàng mà không chiến đấu, bao gồm 6 vị tướng của Tamador. Trong bối cảnh đó, SAC đã sử dụng các chiến thuật khủng bố chống lại người dân, bao gồm đốt phá, thảm sát, đốt làng mạc và một chiến dịch ném bom trên không lớn đã khiến gần 3 triệu người phải di rời. Tất cả đều nhằm mục đích lật ngược tình thế. Không quân Myanmar đã thả nhiều bom hơn bình quân đầu người so với số bom đã thả trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Một nhóm quan sát viên viết rằng lực lượng của SAC vẫn đáng gờm và được trang bị vũ khí và tiền bạc rất đầy đủ. Điều này phần nào chứng minh rằng đã có bàn tay của các đồng minh bên ngoài Myanmar đã nhúng tay vào. Vào cuối tháng 3 năm 2024, lực lượng chống SAC ở đông nam Myanmar đã chiếm được Demoso và Papun, nâng tổng số thị trấn cấp huyện bị lực lượng chống SAC chiếm giữ lên con số 8. Thị trấn cấp huyện thứ 9 Matubi đã bị lực lượng kháng chiến Chin chiếm giữ vào giữa tháng 6 năm 2024. Vào cuối tháng 6 năm 2024, Liên minh ba anh em khởi động lại chiến dịch 1027 sau khi tuyên bố rằng lực lượng Tamador đã phá vỡ lệnh ngừng bắn, chiếm được thị trấn cấp huyện thứ 10 Kiokame. Vào cuối tháng, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, hai thị trấn cấp huyện nữa đã bị liên minh anh em chiếm giữ là Than Huy và Mông Mít, nâng tổng số lên 12. Qua những chiến sự đầy phức tạp trên, có thể thấy rằng đất nước Myanmar hiện tại đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, chia năm xẻ bảy theo đúng nghĩa đen. Chiến tranh luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng mà người dân nơi đó phải gánh chịu. Tình hình kinh tế ở Myanmar đã xấu đi đáng kể do chiến tranh đang diễn ra và do sự quản lý kinh tế yếu kém của SAC. Năm 2021, GDP của Myanmar giảm 5,9%. Trong một cuộc phỏng vấn, Christian Lechevi, đại sứ Pháp tại Myanmar, đã nhấn mạnh tác động của cuộc đảo chính đối với nền kinh tế của đất nước như sau. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế của Myanmar đã giảm hơn 18%, tình trạng đói nghèo tăng gấp đôi, số người cần viện trợ nhân đạo tăng gấp 7 lần và hơn 450.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, gần 10.000 người mỗi tháng rời khỏi đất nước thông qua các kênh chính thức, làm trầm trọng thêm tình trạng chảy máu chất xám của đất nước và phản ánh cuộc di cư của dân thường sau các cuộc đảo chính quân sự năm 1962 và 1988. Thị trường việc làm địa phương đã sụp đổ, thất nghiệp, đói nghèo gia tăng một cách chóng mặt. Nhìn vào tình hình của Myanmar, chúng ta có thể thấy rằng hòa bình luôn là điều vô cùng quý giá và để có được hòa bình phải đổi lấy một cái giá vô cùng đắt đỏ. Hiện tại nội chiến ở quốc gia này vẫn chưa có hồi kết và người dân vô tội chính là nạn nhân trong những cuộc xung đột vũ trang đẫm máu này. Có thể nói chính Myanmar đã tự treo cổ vận mệnh quốc gia của mình lên cây thánh giá mang tên đa đảng. Nhìn sang Việt Nam chúng ta, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi sinh ra là một người con của Việt Nam. Dù thế nào thì tại đất nước Việt Nam cũng chỉ có duy nhất một đảng cộng sản lãnh đạo nhà nước. Từ đó sẽ không có chuyện phân tranh giữa các đảng, chính trị ổn định, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân sẽ được ấm no và hạnh phúc.